Đối với những tín đồ mê phim kinh dị, không ai là còn lạ lẫm với những tòa biệt thự bỏ hoang giữa rừng rậm, phát ra một bầu không khí u ám, rùng rợn. Tuy trông đáng sợ là vậy, những ngôi nhà bị bỏ hoang vô tình trở thành nơi thu hút du khách khắp mọi nơi vì vẻ đẹp hoang sơ, sự huyền bí và rùng rợn của các điểm đến này đem lại. Cùng chúng tôi đi dạo qua 10 ngôi nhà bỏ hoang nổi tiếng nhất thế giới nhé. 10 ngôi nhà bỏ hoang nổi tiếng thế giới. Những ngôi nhà bị bỏ hoang vô tình trở thành nơi thu hút du khách khắp mọi nơi vì vẻ đẹp hoang sơ, sự huyền bí và rùng rợn của các điểm đến này đem lại. Wisliffe Mansion, Mỹ, được xây dựng bởi bà Elizabeth Sommeron. Bà đã sinh sống trong dinh thự được vài thập kỷ. Thậm chí, nơi này còn là nguồn cảm hứng cho nhiều dinh thự khác. Cho đến những năm 1950, khi những tai ương của cuộc đại suy thoái xảy ra, dinh thự bị bỏ hoang hoàn toàn. Hơn 70 năm sau, dinh thự đang dần bị lấn át bởi rừng cây của sông Hudson Valley. Đáng ngạc nhiên, không có bất kỳ câu chuyện đáng sợ nào liên quan đến ngôi nhà. Du khách có thể đến tham quan và khám phá ảnh Reddit. Dunellen Holler, Mỹ là một trong những ngôi nhà bỏ hoang rùng rợn nhất thế giới. Trước đây, Dunellen Holler là ngôi nhà của Leona Hemsley giàu có. Bà được mệnh danh nữ hoàng xấu tính. Năm 2007, bà mất vì bệnh tim mạch, khiến ngôi nhà bị bỏ hoang. Vài năm sau cái chết của Leona Hemsley, dinh thự đã được cải tạo. Đến nay, ngôi nhà vẫn chưa được bán. Ảnh Real Property Management Southern Connecticut. Villa Vecchi, Italy được coi là ngôi nhà ma ám nhất Italy, nằm trong khu rừng phía đông hồ Como. Dinh thự được xây dựng vào giữa thế kỷ 19, là nơi ở của bà tước Felix Vecchi. Vài năm sau, bà tước đã tự sát vì phát hiện người vợ bị giết và con gái mất tích. Kể từ khi ngôi nhà bị bỏ hoang, một số tin đồn đã được lan truyền, bao gồm một cây đàn piano tự chơi vào ban đêm hoặc là nơi tụ tập của các phù thủy. Ngôi nhà giờ được bao phủ bằng những hình vẽ và cây cối xung quanh. Ảnh NSS Magazine. Château de la Motte Chandeliers, Pháp là một lâu đài có bề dày lịch sử có từ thế kỷ 13, năm 2007. Một cuộc quyên góp gây quỹ cộng đồng đã được tổ chức để mua và bảo tồn lâu đài. Hàng nghìn người đã đóng góp, chứng minh sự hiện diện của lâu đài tới mọi người trên thế giới. Ngày nay, lâu đài nguy nga nằm trên mặt nước đã trở thành một địa điểm nổi tiếng để khám phá, thích hợp cho những du khách yêu thích lâu đài với kiến trúc ấn tượng. Ảnh MARIAGES.net. Winchester Mystery House Mỹ luôn là chủ đề gây tò mò với nhiều người. Thuộc sở hữu của bà Sarah Winchester, dinh thự là một trong những nơi có cấu trúc kỳ lạ nhất trên thế giới. Mục đích bà xây dựng ngôi nhà là để xoa dịu những linh hồn đã thiệt mạng do công ty chồng bà gây ra. Ngày nay, dinh thự vẫn đang chờ đợi những nhà thám hiểm đến khám phá. Ảnh SFGATE. Cape Romano Domer House Mỹ là một trong những ví dụ điển hình về những ngôi nhà bị bỏ hoang có mái vòm. Ngôi nhà nằm sâu dưới nước. Vì vậy, lặn xuống là cách duy nhất du khách có thể khám phá nơi này. Cape Romano Domer House được xây dựng vào năm 1981. Tuy nhiên, ngôi nhà đã bị cơn bão Ian nhấn chìm hoàn toàn vào năm 2022. Ảnh Sometime Interesting. Peter Grant Mansion, Canada được coi là dinh thự bỏ hoang lớn nhất ở Canada, một trong những tài sản bị bỏ hoang thú vị nhất trên thế giới. Dinh thự được xây dựng bởi Peter Grant, chủ sở hữu của Grant Forest Corporation. Dinh thự dự định có hai hồ bơi, một thác nước, một sân golf nhỏ và một gara thuyền trong nhà. Peter Grant đã bắt đầu dự án này từ đầu năm 2005. Tuy nhiên, khủng hoảng tài chính năm 2008 ập đến, ông lâm vào cảnh kiệt quệ về tài chính, dự án buộc phải dừng lại và dẫn tới bị bỏ hoang. Hiện tại, dinh thự bị cho là một trong những nơi lãng phí tài nguyên nhất trong cả nước. Bên cạnh đó, nhiều người tin rằng Peter Grant có thể mua lại dinh thự này và thực hiện ước mơ của mình. Ảnh Le Property. Whitley Court và Garden Anh nằm trong số những dinh thự bỏ hoang đẹp nhất thế giới. Dinh thự được xây dựng vào thế kỷ 17 và được tu sửa lại vào thế kỷ 19 khi có chủ mới. Dinh thự từng là nơi sinh sống của nhiều hộ gia đình thượng lưu. Tuy nhiên, Whitley Court và Garden gặp phải một trận hỏa hoạn, khiến nơi này biến thành đống đổ nát vào năm 1937. Hiện tại, dinh thự đã được tu sửa, mở cửa cho du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng những khu vườn, sân golf ảnh, Garden High. Cloud House Mỹ được đặt biệt danh là ngôi nhà chú hề tại Catskill. Tuy có màu sắc rực rỡ, ngôi nhà lại trở nên khác thường và đáng sợ. Cloud House được xây dựng vào những năm 1920. Hiện nay, dinh thự vẫn nằm trong dãy núi Catskill, bị bỏ mặc cho thảm thực vật và thiên nhiên xung quanh. Có thể nói ngôi nhà là một trong những địa điểm bị bỏ hoang đáng sợ nhất trên thế giới. Ảnh Le Property. Tatoi Palace, Hy Lạp là ngôi nhà bị bỏ hoang nằm giữa rừng, dần nhường chỗ cho thiên nhiên. Du khách có thể đến đây bằng cách đi xe đạp, ô tô hoặc đi bộ. Hành trình đến ngôi nhà bỏ hoang này sẽ khiến du khách thích thú bởi sự lộng lẫy của những hàng cây ở hai bên đường. Ảnh History Hit. Quả thật, những ngôi nhà này dù có đáng sợ, lạnh sống lưng đến đâu, nhưng cũng vẫn có gì đó mê hoặc mời gọi những trái tim đam mê phiêu lưu, phải không quý vị? Không biết nếu có cơ hội, quý vị có muốn một lần ghé thăm những ngôi nhà này?
và mọi người sẽ mang theo những gì cho chuyến phiêu lưu ấy. Chia sẻ cho chúng tôi biết nhé.